Thưa quý vị, theo ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV, tại các chợ truyền thống và các hệ thống siêu thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, hàng hóa về liên tục với giá cả bình ổn, đảm bảo nguồn cung ứng dồi dào cho người dân thành phố. Tại các chợ truyền thống như chợ Cồn và Đống Đa, hoạt động mua sắm buôn bán diễn ra bình thường. Tiểu thương các quầy hàng thực phẩm tươi sống, rau củ quả đều sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy, người dân có tâm lý thư thả hơn trong nhu cầu mua sắm thực phẩm. Lượng người đến chợ có giảm nhiều so với thời điểm trước đây. Tuy nhiên, giá cả vẫn ổn định, không có nhiều biến động. Người ta bán rẻ thì có, chứ còn giá cả lên không có. Bình ổn không có lên xuống gì hết trơn á. Họ đi đông đủ, nhưng mà có điều như hàng vải, hàng tạp hóa kia là họ nghỉ nhiều. Còn như riêng các cái mặt hàng ăn thực phẩm ăn đi thì họ có bán. Nhưng mà nói chung lại mấy bữa, 10 thì bữa đi có 2 thôi. Theo ban quản lý chợ Cồn, sức mua tại thời điểm này có giảm hơn so với trước khi xảy ra dịch. Song từ khi thực hiện chủ trương mới của thành phố sử dụng mã QR code để đi chợ, thì người dân đã yên tâm hơn, đồng thời tạo không gian thông thoáng khi đi chợ. Qua đó, vừa đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa khách hàng với khách hàng và giữa khách hàng với tiểu thương trong phòng chống dịch. Giá cả của các mặt hàng hóa, lương thực thực phẩm, nguồn hàng hải sản, gia cầm súc là ổn định, nguồn hàng cung ứng dồi dào. Tất cả bà con kinh doanh là đều buôn bán hàng hóa và đảm bảo cái cuộc sống để cung cấp cho người khách hàng đến chợ mua sắm. Lượng khách đến chợ cũng đã giảm so với trước đây. Sức mua dồi dào cho nên là vấn đề hàng hóa là ở chợ luôn luôn đầy đủ. Nói chung là người dân ý thức nhưng mà tất cả hàng hóa cũng đầy đủ phục vụ của cho dân chúng tôi đi mà 3 ngày một lần. Coi như là họ cũng buôn bán đầy đủ. Nhưng mà có phần thua sắc thôi. Không chỉ tại các chợ truyền thống mà các trung tâm thương mại, siêu thị lượng hàng hóa tiêu dùng, lương thực, thực phẩm cũng dồi dào, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của người dân. Điều này góp phần bình ổn thị trường và giúp người dân thành phố Đà Nẵng an tâm phòng chống dịch COVID-19.